Kính thưa tiến sĩ Phúc là chủ tịch chủ tọa của buổi hội thảo ngày hôm nay, cũng như toàn thể các quý vị đồng nghiệp, các bạn học sinh sinh viên đang theo học cũng như là các bạn đang nghe online ở trên các cầu của phát Zoom đúng không ạ? Trước hết thì tôi xin trân trọng cảm ơn công ty Siemens cũng như là công ty Phương Đông đã giúp tôi có một buổi chia sẻ kiến thức cùng với các đồng nghiệp cũng như là các bạn học sinh sinh viên đang ngồi trong hội trường. Một cái kiến thức mà một cái xét nghiệm gọi là đánh giá cái vai trò xét nghiệm ferritin trong chẩn đoán và điều trị bệnh trẻ em. Nói thế là bởi vì là tôi được mời để tham gia hội thảo này là bởi vì nói bài trong này là bởi vì là có lẽ là trong viện nhi thì tôi nghĩ ferritin được làm nhiều nhất ở ở khoa huyết học lâm sàng, bởi vì chúng ta không chỉ chẩn đoán thiếu máu, chúng ta còn chẩn đoán các bệnh khác mà các bạn đã đi học, chẩn đoán thiếu sắt này, chẩn đoán quá tải sắt này, hoặc là làm các xét nghiệm ferritin để mình có thể đánh giá cái điều trị bệnh, ví dụ như trong bệnh hội chứng thực bào tế bào máu chẳng hạn. Thì cái xét nghiệm ferritin được làm rất nhiều lần để đánh giá cái quá trình điều trị của mình có kết quả hay không. Vì vậy mà cái phần ferritin này không chỉ là phần thiếu máu, thiếu máu là một phần ở trong đó. Thì mình còn có thể đánh giá cái tình trạng ferritin khi mà mình nghĩ rằng bệnh nhân này có quá tải sắt hay là không. Phần bài trình bày của tôi thì gồm có 4 phần. Bao giờ cũng nói chúng ta sẽ tìm hiểu xem ferritin như thế nào, chúng ta xem là chuyển hóa sắt trong cơ thể, vai trò của ferritin trong đánh giá dự trữ sắt, hoặc là vai trò của ferritin trong một số các bệnh lý huyết học. Thì trước mắt là về phần định nghĩa ferritin. Trước mắt thì chúng ta phải hiểu rằng ferritin chính là một protein dự trữ sắt. Nói thế để chúng ta có thể hiểu rằng trên thực tế chúng ta có transferrin là một cái protein để vận chuyển sắt, còn ferritin là một protein để dự trữ sắt. Và cái ferritin này, cái protein này thì có ở tất cả mọi tế bào, nhưng nó có thể nhiều nhất ở ví dụ như ở gan, ở tim, tất cả các tế bào ở trong cơ thể đều có thể có ferritin, xuất hiện ferritin. Nhưng khi chúng ta định lượng là chúng ta định lượng ferritin trong huyết tương, mặc dù cái nồng độ ferritin trong huyết tương rất thấp, nhưng nó cũng có thể đo được và nó có thể phản ánh được cái tình trạng là bệnh nhân này có thừa sắt hay là thiếu sắt ở những ở ở trong cơ thể con người. Và người ta có thể đo nồng độ ferritin ở trong huyết thanh, trong huyết tương, trong gan hoặc là trong hồng cầu, người ta đều có thể làm được. Nhưng cái mà xét nghiệm mà ví dụ như bây giờ chúng ta đang có trong tay là ferritin trong huyết tương. Và khi mà nồng độ ferritin thấp thì nó phản ánh một cái tình trạng là sắt dự trữ trong cơ thể đã, hoặc là khi ferritin cao thì nó có thể là tình trạng quá tải sắt, có thể thôi ạ, bởi vì nó có thể liên quan đến nhiều bệnh khác nữa chứ không hẳn là như khi ferritin tăng cao tức là con người đó đang có quá tải sắt. Chỉ có ví dụ như trong bệnh thalassemia chẳng hạn thì chúng ta thấy là khi ferritin cao thì mới phản ánh được là cơ thể đấy đang bị nhiễm sắt. Còn các bệnh lý khác thì có thể nó chỉ là tạm thời và nó chưa chắc là nó đã là quá tải sắt, mà nó là biểu hiện của một cái bệnh cùng các bệnh lý mà chúng ta có. Vậy thì tôi đưa cho các bạn ngay cái bảng ferritin này, bởi vì chúng ta đã học, nhất là các bạn học học thì chúng ta thấy là chúng ta đã học bài thiếu máu thiếu sắt rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Thế thì chúng ta đều hiểu là khi ferritin thấp dưới 12 hoặc dưới 15 thì chúng ta đều trả lời bệnh nhân rằng là bệnh nhân này có thiếu thiếu sắt. Thế nhưng vì cái ferritin này nó không đặc hiệu, nó không chuẩn cho tất cả các cái tình trạng mà khi ferritin thấp, bởi vì khi mà nó có biểu hiện viêm nhiễm chẳng hạn thì cái nồng độ ferritin nó sẽ cao lên rất nhiều. Các bạn, tôi không chỉ các chỉ số của từng lứa tuổi một mà tôi đưa cái bảng này cho các bạn để các bạn nhìn thấy rằng là vì các bạn rất nhiều lần là chúng ta ngồi ở phòng khám, chúng ta thấy rằng là khi chúng ta bố mẹ bệnh nhân nói rằng là cháu có thiếu máu cho nên đề nghị bác cho cháu kiểm tra xem có thiếu máu thiếu sắt không, đúng không ạ? Thế thì khi chúng ta đi làm xét nghiệm đó thì bao giờ chúng ta cũng đánh thêm cái ferritin để chúng ta đánh giá xem bệnh nhân có thiếu máu thiếu sắt thật sự hay không. Nhưng nếu nhìn vào cái bảng này thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà chúng ta làm ferritin trong tình trạng bệnh nhân đang có viêm mũi họng, đang có sốt chẳng hạn, thì cái nồng độ ferritin không chỉ căn cứ vào 12 hay 15 mà chúng ta bắt buộc cái nồng độ ferritin nó phải cao hơn nữa. Thậm chí là ở với những người gọi là nhiễm trùng nặng chẳng hạn thì có thể thì cái nồng độ ferritin trong lúc đang bị nhiễm trùng như vậy thì cái nồng độ ferritin nó không phản ánh đúng tình trạng là bệnh nhân có thiếu máu thiếu sắt hay không. Vì thế mà đây là lý do tại sao mà tôi đưa ngay cái bảng này ra để chúng ta biết được là khi nào thì chúng ta đánh giá là nồng độ ferritin thấp và khi nào thì chúng ta đánh giá là nồng độ ferritin cao. Và với những trường hợp như thế này thì chúng ta
bao giờ chúng ta cũng phải xem xét là muốn đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt của bệnh nhân, chúng ta phải đánh giá trong tình trạng là bệnh nhân không có các bệnh lý nhiễm trùng kèm theo. Còn khi mà chúng ta làm, khi mà bệnh nhân đang có viêm mũi họng, khi bệnh nhân đang có sốt, một cái nhiễm trùng gì đó, thì nồng độ ferritin mình có thể phải tính cao nữa để cho mình đánh giá rằng là bệnh nhân này có thực sự là thiếu máu, thiếu sắt hay không. Cũng như các tình trạng gọi là quá tải sắt ở những người khỏe mạnh thì chúng ta thấy là, hoặc là người ốm thì chúng ta thấy rằng là cái nồng độ ferritin nó có thể dao động rất lớn, thậm chí là trên 500 ngưỡng nano, trên 500 thì chúng ta đã thấy là ô cao quá nhỉ. Thế nhưng mà thực ra nó đang có một cái tình trạng không khỏe mạnh thì có thể nồng độ ferritin cao. Một cái nữa, đây là một cái chỉ số đo nồng độ ferritin đo bằng microgram trên lít, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy là như thế, nhưng trên thực tế là ở viện nhi chúng ta đo bằng nồng độ nanogram trên ml. Nói như vậy để các bạn thấy rằng là mặc dù tôi đưa chỉ số microgram trên lít tại vì đây là của WHO ạ, thì nhưng mà chúng ta quy đổi thì nó vẫn ngang nhau thôi ạ, bởi vì nanogram trên microlít thì nó cũng như là microgram trên 1.000, nó dịch chuyển 1.000 thì cái con số này không thay đổi. Vì thế mà tôi vẫn giữ nguyên chỉ số mà các bạn đang nhìn. Cái thứ ba nữa tôi muốn đưa cho các bạn xem, đây là cái cấu trúc phân tử của ferritin. Tí nữa sẽ có một cái cấu trúc phân tử ferritin tôi sẽ nói rõ hơn. Nhưng tôi chỉ nói qua một chút là cấu trúc phân tử ferritin thì gồm có phần vỏ và phần lõi, và bên trong phần lõi là chứa sắt. Chính vì vậy mà người ta mới đánh giá là ferritin là một protein dự trữ sắt. Và khi khi mà không có protein thì nó sẽ gọi là apoferritin, còn khi có xin lỗi không có sắt thì nó gọi là cái vỏ vỏ ferritin thôi, và bên trong thì nó có chứa sắt. Thế thì vai trò của sắt trong cơ thể là như thế nào? Chúng ta cũng biết là sắt thì được phát hiện từ rất sớm, từ thời kỳ gọi là sơ khai của loài người thì sắt đã có rồi. Vì vậy, nó được coi là cái nguyên tố phong phú nhất của vỏ trái đất và dễ dàng cho và nhận các tử, cho nên nó tham gia vào các phản ứng hóa sinh khá là nhiều. Nó là thành phần cấu tạo của hem, của các coenzyme mà chúng ta đã thấy, ví dụ như trong hem đúng không ạ? Bao giờ cũng có cái lõi sắt ở trong, hoặc trong myoglobin chẳng hạn thì nó có những cái lõi sắt ở trong. Và những cái protein chứa sắt thì quan trọng cho chức năng sống của tế bào, như là chúng ta thấy là những cái hồng cầu đấy có chứa sắt chẳng hạn thì nó làm chức năng vận chuyển oxy, hô hấp tế bào, hoặc là sao chép và sửa chữa các axit nucleic. Thì đấy là những vai trò của sắt mà trong cơ thể con người cũng như là trong cuộc sống chúng ta nhìn thấy là gần như là sắt hiện diện ở khắp nơi, và trong người mình cũng có khá nhiều sắt đúng không ạ? Thì cái đấy là vai trò của sắt mà tôi muốn nói qua một chút. Thế thì trong cái vấn đề khi mà sắt có trong cơ thể như vậy thì cái cân bằng của sắt trong cơ thể như thế nào? Người ta tính được rằng một cơ thể con người thì lượng sắt có khoảng từ 3 đến 4 gram, trong đó khoảng một nửa đã là của hồng cầu rồi. Như vậy tức là hồng cầu chứa rất nhiều sắt, bởi vì hồng cầu có làm nhiệm vụ vận chuyển oxy cho nên cái sắt ở trong đó khá nhiều. Chúng ta cũng biết là có một lượng hồng cầu mất đi cũng như một lượng hồng cầu được tái tạo hàng ngày. Thế nhưng mà cái lượng sắt mà để cung cấp cho cái chuyện tái tạo đó không đủ. Vì vậy mà phần lớn cái lượng sắt trong cơ thể con người được gọi là được được tái sử dụng lại, được tái sử dụng lại. Và cái quá trình này nhờ cái quá trình thực bào của hồng cầu, của đại thực bào, mà cái lượng một lượng sắt lớn ở trong cơ thể được tái tạo lại, được sử dụng lại. Ra thì chúng ta còn được cung cấp sắt bởi của các nguồn khác mà tí nữa tôi sẽ nói hơn. Trong vòng tuần hoàn thì chúng ta cũng thấy là nhu cầu sắt một ngày của mình có khoảng từ 20 đến 25 mg, nhưng mà cũng có một lượng sắt gọi là mất đi, nó chỉ khoảng từ 1 đến 2 mg thôi. Nhưng sắt cung cấp cho chế độ ăn thì thường là không đủ. Một ngày một lượng sắt cung cấp từ chế độ ăn khoảng từ 1 đến 2 mg thôi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái lượng sắt cung cấp là nhiều khi không đủ, và đấy cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy nhiều trẻ em có tình trạng là thiếu máu thiếu sắt, bởi vì cái nhu cầu thì lớn, cũng như cái sự tái tạo lại của hồng cầu già mất đi mà được sắt được giữ lại trong cơ thể nó cũng không đủ để cho cơ thể phát triển và lớn lên. Vì vậy mà bệnh nhân rất dễ có tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Thế thì trên thực tế trong cơ thể người thì có hai loại protein chứa sắt, đấy là loại protein có chứa hem và loại protein không có chứa hem. Cái protein có chứa hem ở đây là chính là những cái hemoglobin cũng như những cái myoglobin có ở trong cơ đúng không ạ? Hoặc là các cái enzyme gắn hem mà chúng ta đã biết. Ngoài ra thì những cái protein không chứa hem mà chúng ta quan tâm ở đây chính là những cái transferrin hoặc là những cái ferritin, đúng không ạ? Đấy là những cái phần mà người ta định lượng được ferritin ở trong nồng độ trong huyết tương để chúng ta đánh giá cái tình trạng dự trữ sắt của cơ thể như thế nào.
Thế thì đây là một cái bảng mà cân bằng sắt trong cơ thể. Tôi muốn nói qua một chút, như lúc nãy các bạn thấy là lượng sắt trong huyết tương khoảng từ 2 đến 4 mg thôi. Và chúng ta nhìn thấy là hấp thu sắt qua ruột hàng ngày chỉ có khoảng từ 1 đến 2 mg thôi. Và phần lớn sắt được bổ sung, được gọi là được sử dụng là ở trong tủy xương, trong hồng cầu. Và các tế bào đại thực bào này nó cũng trao đổi lại với lại huyết tương để làm sao cái sắt có thể dẫn truyền được đến các cái cơ quan cần thiết ở trong cơ thể, ví dụ như tủy xương, ví dụ như lách, ví dụ như gan. Chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy rằng lượng sắt mất đi một hàng ngày chỉ khoảng từ 1 đến 2 mg một ngày. Những lượng sắt mất đi rất thấp, và cái lượng sắt mất đi này chủ yếu chúng ta cứ nghĩ rằng mất qua phân, mất qua nước tiểu các thứ, đúng không ạ? Nhưng thực tế sắt ở đây mất qua là mất qua hồng cầu hoặc là mất qua da. Các tế bào chết của da ở người ấy ạ thì là có chứa một lượng sắt. Vì vậy mà cái chúng ta thấy là cái đầu vào thì như thế này, đầu ra thì chỉ có đúng một cái đầu ra là sắt mất qua là gọi là da, và cũng như cái hồng cầu đã già. Còn lại thì đa số các cái sắt của trong hồng cầu già thì được hấp thu tại đại thực bào và nó lại quay lại vòng tuần hoàn. Vì thế mà lượng sắt trong cơ thể trung bình là khoảng 4 gram, nhưng đến quá gần như một nửa là lượng sắt ở hồng cầu cũng như là ở tủy xương rồi. Còn ở gan thì có khoảng 1 gram thôi ạ. Thế thì chuyển hóa sắt trong cơ thể sẽ diễn biến như thế nào? Nhìn vào bảng này thì chúng ta sẽ thấy rằng sắt được hấp thu từ ruột, từ tá tràng. Cái phần ruột mà được hấp thu được sắt chính là phần tá tràng. Thì chúng ta thấy là chúng ta có thể ăn gọi là các cái hemoglobin có chứa sắt, đúng không ạ? Ngoài ra ta có thể ăn những cái thức ăn mà có chứa sắt 3 hoặc sắt 2. Chỉ có sắt 2 mới được hấp thu vào trong lòng ruột, vào trong tế bào ruột. Còn sắt 3 thì phải nhờ cái gen này, cái enzyme này mới có thể hấp thụ chuyển từ sắt gọi là chuyển từ sắt 3 thành sắt 2. Và khi mà sắt 2 ở trong lòng ruột như vậy thì nhờ cái gọi là cái chất vận chuyển ion hóa trị 2 nó mới đi được vào trong lòng của tế bào niêm mạc ruột. Trong lòng tế bào niêm mạc ruột này thì một số sắt được hấp thu bởi ferritin của trong tế bào niêm mạc ruột, còn lại thì nó nhờ cái kênh ferropotin, cái kênh ferropotin này nó có thể vào được trong huyết tương. Nhưng chúng ta cũng biết là sắt 2 này muốn vận chuyển được vào transferrin thì nó phải nhờ cái enzyme, cái chất này nó gắn vào với sắt 2 ở trong lòng ruột thì mới chuyển được thành sắt 3, và từ đó thì mới nhờ được transferrin vận chuyển sắt đi đến các nơi cần thiết của cơ thể, ví dụ như là tủy xương, ví dụ như là hồng cầu. Thế thì để cân bằng cái lượng sắt như vậy thì có một cái chất gọi là hepcidin ở trong gan. Hepcidin này là một cái chất mà làm cân bằng, điều hòa cái cân bằng của sắt trong cơ thể con người. Và khi mà lượng hepcidin khi mà cái lượng hepcidin này nó kết hợp với cái enzyme ferropotin này thì nó có thể làm cho gọi là làm giảm cái nồng độ sắt sắt gọi là sắt không tốt ở ở ở ở trong huyết tương, và nó cân bằng được cái lượng sắt ở trong cơ thể con người. Thế thì với những cái chuyển hóa sắt trong cơ thể như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nhìn vào cái cấu trúc của ferritin. Tôi muốn nói lại cái cấu trúc của ferritin một chút. Cấu trúc của ferritin thì gồm có cái vỏ ferritin gọi là apoferritin. Nó gồm có 24 tiểu đơn gọi là cái tiểu đơn vị gọi là tiểu đơn vị thể L và H. Thế thì những cái tiểu đơn vị L và H này thì có một số cái, ví dụ như tiểu đơn vị L chẳng hạn thì nó có nhiều ở trong gan, nhưng H chẳng hạn thì nó lại có nhiều ở trong sắt, ở trong tim. Vì vậy mà tùy từng cái mức độ của cái tiểu đơn vị đó ở trong gan và trong tim mà nó có những cái chức năng khác nhau. Và chúng ta cũng thấy là sắt trong đơn vị của H, trong đơn vị của chuỗi H này thì chúng ta thấy rằng là cái H ấy, thì nó bắt giữ sắt và oxy hóa sắt nhờ các vị trí xúc tác ở trên chuỗi H. Còn cái chuỗi L thì nó có nhiệm vụ là gọi là mở kênh ra để cho khi nào mà thiếu sắt thì sắt từ trong ferritin sẽ được đi ra ngoài để cung cấp cái trọng lượng thiếu của cơ thể. Một cái đơn vị ferritin có đường kính như trên bảng là khoảng 10 đến 12 nanomet. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là trên thực tế thì một cái đơn vị ferritin có thể chứa được 800 mg sắt, nó tương đương với khoảng 4.500 nguyên tử sắt. Nhưng trên thực tế người ta nhận thấy rằng
Các cái nguyên tử ferritin không bao giờ chứa được đầy đủ 4.500 đơn vị sắt cả, mà nó chỉ chứa được khoảng 3.000 nguyên tử sắt thôi. Để thấy rằng là chúng ta thấy rằng là mặc dù cái nồng độ maximum nhất của ferritin có thể chứa được đến 4.500, nhưng cái ferritin thông thường thì chỉ chứa khoảng 3.000 nguyên tử sắt thôi. Và cái sắt mà muốn khi mà bệnh nhân có thiếu sắt mà muốn ferritin được giải phóng ra thì nó phải khuếch tán qua cái lỗ trên vỏ, và chủ yếu là cái khe giữa cái vỏ của L và cái tiểu đơn vị L và H nó được tách ra, thì lúc đó sắt sẽ được thoát ra khỏi ferritin và lúc đó được cung cấp sắt cho cơ thể. Thế thì với những trường hợp này thì vị trí của ferritin ở đâu? Chúng ta thấy là ferritin thì có ở tất cả các mô trong các tế bào trong cơ thể, và đặc biệt nhiều nhất là ở gan và cũng như các đại thực bào. Nó có thể, ngoài ra thì ferritin trong huyết tương thì chúng như tôi đã nói lúc nãy là ferritin trong huyết tương nó sẽ phản ánh được cái lượng ferritin của trong cơ thể con người. Mặc dù là cái lượng ferritin ở trong huyết tương khá là thấp, nhưng người ta đo được cái lượng ferritin đấy, người ta cũng có thể đánh giá được rằng là ferritin ở nồng độ ferritin dự trữ sắt của bệnh nhân có đủ nhiều hay là ít. Thế thì với những cái này thì cái tổng hợp ferritin mà chúng ta đã thấy, các cái thông tin lúc nào thì ferritin được 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 kích hoạt và lúc nào thì ferritin không được kích hoạt, thì chúng ta thấy rằng khi mà nồng độ sắt cao, khi nào nồng độ sắt ở trong cơ thể cao, thì cái thành phần gọi là cái chuỗi thông tin của cái phần gọi là thông tin vận chuyển từ cái mã của ARN, mã vận chuyển thông tin này, nó sẽ thông báo và nó sẽ cái phần gọi là FPI này nó ra, nó tách ra IRP này nó ra, và khi đó thì cái phần phần F4S này nó sẽ gắn vào đây và nó làm cho cái thông tin được đến rằng là ferritin phải hấp thu được nhiều sắt vào, thêm sắt vào để cho cơ thể có thể giảm được nồng độ sắt xuống. Còn khi mà nồng độ sắt trong cơ thể thấp thì cái chuỗi IRP này nó gắn với lại IRP mà ở ở dưới là IRE này, và nó khóa cái này lại và nó làm cho là tình trạng ferritin gọi là ferritin không hấp thu được sắt nữa. Thế thì những cái trường hợp như thế này nó là cái nó gọi là cái chu trình mà nó làm cho ferritin lúc nào thì cần phải mở ra và lúc nào thì cần phải đóng lại. Thế thì thực tế ra thì chúng ta thấy rằng trong vai trò của ferritin thì chúng ta thấy nhìn vào bảng thì không chỉ có là ferritin chỉ đánh giá trong thiếu máu thiếu sắt, mà ferritin còn có thể đánh giá được trong rất nhiều bệnh. Mà chúng ta nhìn trên bảng thì chúng ta thấy rằng là ferritin có thể trong các bệnh nhiễm trùng này, trong các bệnh tự miễn này, trong các cái gọi là bệnh lý ác tính hoặc là khá nhiều các cái bệnh khác, thậm chí là béo phì, người ta cũng có thể thấy vai trò của ferritin trong đó. Vì thế mà xét nghiệm ferritin không chỉ làm trong tình trạng để đánh giá tình trạng quá tải sắt, mà người ta còn có thể đánh giá ferritin trong những tình trạng mà chúng ta nhìn thấy ở trên bảng, là khá nhiều các cái tình trạng mà chúng ta thấy hoặc là phản ứng viêm cấp tính, phản ứng quá mẫn cấp tính, là chúng ta đều có thể thấy là hiện tượng cần phải làm xét nghiệm ferritin để chúng ta đánh giá xem cái mức độ tiến triển của bệnh nó như thế nào. Thế thì với tình trạng ferritin, với tình trạng thiếu máu thiếu sắt thì chúng ta thấy là như anh tiến sĩ Phúc nói lúc nãy, đánh giá thiếu máu thì không khó đúng không ạ? Đánh giá thiếu máu thì không có, nhưng làm thế nào để đánh giá được là bệnh nhân này thiếu máu có phải do thiếu sắt hay không thì mới là cái tình trạng cần chúng ta phải chú ý. Thế thì cái biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất của tình trạng ferritin thấp là một tình trạng thiếu sắt, gọi là thiếu máu. Thế thì thiếu máu thì chúng ta gặp khá nhiều, cái tỷ lệ mà khoảng 25% dân số thế giới có thiếu máu đó, thì chúng ta thấy rằng là trước kia từ những năm khoảng 80 chẳng hạn, thì một cái nghiên cứu của dinh dưỡng đã thấy rằng người Việt Nam có thể thiếu máu thiếu sắt chiếm từ trẻ em Việt Nam thiếu máu thiếu sắt có thể lên đến 30 thậm chí 50%. Nhưng ngày nay thì mặc dù là cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt đã được chú ý rất nhiều rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn rất nhiều bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt chứ không phải chỉ có không. Và chúng ta nhìn trên bảng này thì chủ yếu trong tình trạng thiếu máu thiếu sắt này chủ yếu là do sắt hấp thu, do chế độ ăn không đủ, do nhu cầu sắt của cơ thể và như thiếu dinh dưỡng này, kém hấp thu này, tăng nhu cầu sắt khi mang thai hoặc là tăng trưởng nhanh ở những trẻ, hoặc là có những trường hợp là bệnh nhân mất máu thì chúng ta cũng thấy là bệnh nhân có thể có tình trạng thiếu máu thiếu sắt kèm theo. Và trong những trường hợp như vậy thì chúng ta thấy là một cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt thì bắt buộc chúng ta phải bổ sung sắt đúng không ạ? Bắt buộc chúng ta phải bổ sung sắt, hoặc là chúng ta nhìn các cái trường hợp mà bệnh nhân có viêm nhiễm hay không, bởi vì những cái trường hợp viêm nhiễm cũng có làm cho chuyện là làm cho nồng độ gọi là ức chế cái hấp thu sắt trong chế độ ăn,
và làm cho bệnh nhân có tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Ngoài ra thì ngày nay người ta còn nhìn thấy một tình trạng thiếu máu thiếu sắt do gen. Tôi không đi quá nhiều vào cái bài thiếu máu thiếu sắt do gen này, bởi vì thực tế ra thì chúng ta cũng ít gặp thôi, nhưng bắt buộc chúng ta phải làm nhiễm sắc thể thì chúng ta mới có thể biết được rằng là gọi là làm đột biến gen thì chúng ta mới biết được là bệnh nhân này có thiếu máu thiếu sắt hay không. Và thường là những cái gen thiếu máu thiếu sắt đó nó nằm trên nhiễm sắc thể số 6, hoặc là có một số trường hợp người ta nói là nằm trên nhiễm sắc thể số 1 thì làm cho bệnh nhân có tình trạng thiếu máu thiếu sắt, mà lúc đó chúng ta bổ sung sắt thường xuyên cũng không không ăn thua gì cả, bởi vì cái gen đấy nó làm hạn chế cái sự hấp thu sắt từ ruột, từ tá tràng của bệnh nhân. Vì vậy mà trong những trường hợp đó thì nhiều khi chúng ta phải tìm nguyên nhân gen. Ở trên khoa của chúng tôi thì trong suốt cả quá trình chúng tôi điều trị thiếu máu thiếu sắt thì tôi chỉ phát hiện được một trường hợp có đột biến gen thôi ạ. Và bệnh nhân đó thì bắt buộc là chúng tôi phải truyền sắt định kỳ cho bệnh nhân, thì lúc đó mới tránh được tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Bởi vì rõ ràng là khi thiếu gen như thế thì cái khả năng hấp thu sắt từ tá tràng của bệnh nhân là gần như không có. Vì thế mà sau khi làm rất nhiều các xét nghiệm thì cuối cùng đọc lại là thiếu thiếu mất gen, đột biến gen ở cái đó. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là tình trạng thiếu máu thiếu sắt mà chúng ta không tìm được nguyên nhân và thiếu máu thiếu sắt kéo dài thì cũng phải có thể nghĩ đến cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt do gen. Mặc dù là nó ít nhưng mà nó vẫn có. Vậy thì những trường hợp mà thiếu máu thiếu sắt được gọi là ferritin thấp thì chúng ta nghĩ đến thiếu máu thiếu sắt, nhưng rõ ràng là ferritin cao thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái gì. Thì tôi có đưa ra một cái bảng là tiếp cận chẩn đoán cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt để các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thì chúng ta thấy rằng là đương nhiên là khi thiếu máu thiếu sắt thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có thể là do chế độ ăn này, do gen này, do các bệnh gọi là khi mà thiếu máu thiếu sắt, cái này khó nhìn quá cho nên trên bảng kia. Khi mà tình trạng thiếu máu thiếu sắt thì chúng ta thấy là chúng ta phải làm từng bước một. Chúng ta làm xem là gọi là xét nghiệm ferritin mà có thiếu chẳng hạn thì có tình trạng thiếu máu thiếu sắt hay không. Nếu khi mà bệnh nhân không có thiếu máu chẳng hạn thì mình sẽ phải tìm nguyên nhân. Tôi xin lỗi, mình sẽ phải tìm nguyên nhân để xem là bệnh nhân này ngoài cái chuyện mà chúng ta bổ sung sắt ra, ngoài cái chuyện chúng ta tư vấn dinh dưỡng ra thì chúng ta phải đánh giá xem mức độ thiếu máu thiếu sắt của bệnh nhân như thế nào. Và chúng ta phải theo dõi, bởi vì chúng ta cũng biết là khi máu một bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt thì các bạn bổ sung một lượng sắt và chúng ta vẫn phải theo dõi ferritin cũng như nồng độ huyết sắc tố một cách định kỳ. Một cái chu trình điều trị thiếu máu thiếu sắt phải kéo dài từ 3 đến 6 tháng, chứ chúng ta không thể là điều trị thiếu máu thiếu sắt chỉ trong vòng có khoảng 1 tháng mà chúng ta đã có thể gọi là để bổ sung được cho bệnh nhân rồi. Cũng có những trường hợp chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có thiếu máu thiếu sắt, đúng không ạ? Có thiếu máu thiếu sắt tức là gì ạ? Hồng cầu nhỏ, gọi là gì nhỉ? Gọi là thiếu máu và có gọi là thể tích trung bình hồng cầu nhỏ. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta điều trị sắt không đủ, gọi là không vẫn không thấy cải thiện thì bắt buộc chúng ta cũng phải tìm các cái nguyên nhân khác. Ví dụ như bệnh nhân có bệnh thalassemia kèm, gọi là người mang gen bệnh thalassemia hay không, thì trong những trường hợp đó chúng ta phải tìm. Ngoài ra thì trong những trường hợp quá tải sắt, khi mà ferritin cao thì chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với khá nhiều các bệnh, ví dụ như bệnh tan máu bẩm sinh, bệnh bệnh các bệnh lý huyết sắc tố khác, bệnh lý về gan mà chúng ta có thể tìm thấy. Ngoài ra thì những trường hợp như vậy thì nhiều khi có những trường hợp chúng ta làm điện di huyết sắc tố, chúng ta cũng không hề phát hiện được là bệnh nhân này có mang gen thalassemia, thì lúc đó chúng ta lại phải tiến hành làm đột biến gen để chúng ta xem là bệnh nhân có mang gen hay không. Thì có một số trường hợp càng về sau lớn lên thì cái nồng độ ferritin, tại vì cái khả năng hấp thu sắt thì càng về sau lớn lên thì cái nồng độ ferritin của những người đó nó cũng thường là cao hơn bình thường một chút. Thì những cái đó là chúng ta cũng phải quản lý cái xem xét tất cả những cái trường hợp mà thiếu qua gọi là nồng độ sắt cao. Những trường hợp mà viêm nhiễm chẳng hạn thì chúng ta phải loại bỏ những trường hợp gọi là bệnh nhân có viêm nhiễm, có các bệnh lý mãn tính xong rồi mà ferritin vẫn cao, thì lúc đó chúng ta mới phải đi tìm các nguyên nhân nhiễm trùng khác hoặc là các bệnh lý tự miễn khác mà chúng ta có thể thấy. Vậy thì đứng trước một các bệnh nhân thiếu máu hoặc đứng trước một bệnh nhân có nồng độ ferritin thì đơn giản nhất như anh Phúc đã nói lúc nãy, đương nhiên là chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu, đúng không ạ? Chúng ta thiếu máu thì chúng ta sẽ nhìn vào cái thể tích trung bình hồng cầu. Thể tích trung bình hồng cầu phải nhỏ thì lúc đó chúng ta mới nghĩ đến là thiếu máu do thiếu sắt, đúng không ạ? Còn khi mà thể tích trung bình hồng cầu bình thường chẳng hạn thì hãy nghĩ đến các trường hợp mất máu cấp tính, các bệnh lý huyết học, và lúc đó sẽ phải khám chuyên khoa huyết học để chúng ta đưa ra được cái lý do tại sao bệnh nhân đánh giá bệnh nhân này có thiếu thiếu máu mà thể tích trung bình hồng cầu bình thường. Còn khi mà thể tích trung bình hồng cầu to thì đương nhiên là khó có thể đánh giá được là bệnh nhân này thiếu máu thiếu sắt rồi.
mà không cẩn thận nó lại là thiếu máu thiếu sắt, do các nguyên nhân cũng là dinh dưỡng thôi ạ, nhưng do các nguyên nhân khác. Tôi lấy ví dụ như là thiếu máu do thiếu sắt, do thiếu axit folic, do thiếu vitamin B12, thì những trường hợp đó chúng ta cần phải hỏi với labo của huyết học để chúng ta phân biệt rằng rằng là cái bạch cầu của cái hồng cầu to này nó có nhầm với lại cái bạch cầu không. Bởi vì cái hồng cầu non khi mà thiếu máu thì hồng cầu non tung ra máu ngoại vi như vậy, thì không cẩn thận nó lại là hồng cầu non, thì chúng ta cần phải phân biệt với hồng cầu, và lúc đó thì chúng ta phải test vitamin B12 cũng như axit folic để chúng ta biết được xem là bệnh nhân có thiếu máu hồng cầu to hay không. Cái slide này thì gần như nó hơi 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 gọi là hơi chéo ngoe so với cái bài ferritin này một chút, nhưng mà đây là yêu cầu của Siemens cho nên tôi vẫn phải đưa cái slide này vào để cho các bạn hiểu là cái đánh giá cái thiếu máu là nó như thế nào. Thế thì ferritin có thể tăng, khi mà chúng ta thấy ferritin thấp thì chúng ta đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu sắt rồi, nhưng mà ferritin tăng thì gặp trong rất nhiều các bệnh lý huyết học mà chúng ta đã, bệnh lý không chỉ huyết học mà các bệnh lý nhiễm trùng mà chúng ta có thể thấy. Mà cái ferritin người ta hay gặp nhất là cái tình trạng ferritin với cái phản ứng với cái tình trạng cấp tính. Thì thường là cái phản ứng cấp tính này nó thường xuất hiện khi mà vật chủ có một cái chấn thương hoặc một cái nhiễm trùng hoặc một cái bệnh lý tự miễn cũng như cái bệnh lý ác tính nào đó. Và cái mục đích của cái tình trạng ferritin tăng này là làm ức chế quá trình tổn thương của tế bào và thúc đẩy quá trình chửa chữa mô. Khi mà chúng ta thấy trong những trường hợp mà phản ứng cấp tính của vật chủ của cơ thể mà chúng ta thấy, thì người ta thường thấy là các cytokine tham gia vào quá trình này rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như khi bệnh nhân bị viêm chẳng hạn thì interleukin 6 tăng rất cao đúng không ạ? Thì trong những trường hợp đó hoặc các yếu tố hoại tử u thì nó sẽ kích thích sản xuất ra các protein phản ứng và nó làm cho ferritin cũng tăng theo. Chính cái ferritin tăng này nó làm cho các ức chế các quá trình oxy hóa của tế bào và làm cho cái tổn thương của tế bào được hạn chế ở mức thấp nhất. Vì vậy mà ferritin gần như nó là một phản ứng tức thì của cơ thể và nó giúp cho cơ thể tránh được những cái tác động viêm quá quá mức. Thế thì với những trường hợp như thế này thì cái phản ứng cấp tính này nó có thể nó tăng cả ở trong nội bộ, trong tế bào cũng như ở ngoài tế bào. Trong những trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là ferritin mà có dầu H, tức là cái dầu của tim ấy ạ, thì nó sẽ vận chuyển sắt vào trong nội bào và nhưng nó giải phóng nhanh hơn. Chính vì vậy mà trong những trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng là cái ferritin của NL có cả cái ferritin H ấy, nó sẽ phản ứng nhiều hơn là những cái ferritin mà có chất NL, chất gọi là có cái tiểu tiểu đơn vị L. Thế thì cái tiểu đơn vị L thì nó có khả năng tích lũy sắt, còn cái tiểu đơn vị H ấy, thì nó có khả năng gọi là vận chuyển sắt. Vì vậy mà cả hai cái loại đẹp phản ứng này đều có chức năng là bảo vệ chống lại cái sự oxy hóa. Vì thế mà khi mà nó gọi là cái phản ứng Phe-tông, thì khi mà sắt hai kết hợp với một cái gốc oxy hóa thì nó sẽ tạo ra cái ô trừ ấy ạ. Cái ô trừ đấy thì nó làm hỗ trợ cho cái bạch cầu trung tính cũng như là cái tế bào có thể là đến được cái chỗ viêm đó một cách tốt nhất. Và trong trong cái tình trạng viêm thì một lượng lớn gốc oxy được tạo ra và gây rò rỉ ở dịch và mô cũng như xung quanh các tổn thương, và ferritin tăng như vậy thì giúp làm giảm cái giảm cái lượng sắt và bảo vệ lượng sắt bảo vệ và chống lại cái gốc tự do tại cái vị trí viêm đó. Vì thế mà cái phản ứng viêm của bệnh nhân sẽ đỡ hơn. Mặc dù nó là phản ứng có lợi nhưng nhiều khi cái ferritin tăng cao quá thì nó cũng là một phản ứng không có lợi cho những bệnh nhân này. Thế thì ngoài ra ferritin còn có thể tăng ở trong các bệnh lý tự miễn. Chúng ta đều thấy rằng là các bệnh lý tự miễn thì nó là một cái thứ phát do kích thích cái hệ miễn dịch và gây tăng tổng hợp ferritin, cũng vẫn là cái phản xạ của cytokine thôi ạ. Cytokine nó được kích thích sản xuất ra quá nhiều protein như vậy thì nó làm cho phản ứng của tế bào là sản xuất ra nhiều ferritin, cũng như là một số các cái bệnh lý hoặc của tự miễn mà chúng ta có thể gặp ở đây như viêm khớp dạng thấp hoặc là viêm khớp thanh thiếu niên hoặc là những cái bệnh nhân lupus ban đỏ, thì chúng ta thường thấy là ferritin tăng trong những trường hợp bệnh lý đang tiến triển. Nhưng khi mà chúng ta điều trị được tốt cái viêm khớp dạng thấp cũng như là điều trị tốt cái bệnh lupus thì nồng độ ferritin nó cũng thấp xuống. Vì thế mà trong những cái bệnh lý này thì chúng ta đều thấy kiểm tra là bệnh nhân ferritin đều tăng cao. Người ta đã nhìn thấy một số các cái nghiên cứu mà người ta chỉ ra là trên nghiên cứu người ta thấy rằng là bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân đa xơ cứng này, bệnh nhân có các bệnh tự miễn thì nồng độ ferritin cao.
Nhưng mà khi mà mình điều trị cái bệnh đó thuyên giảm thì nồng độ ferritin cũng giảm xuống. Vì thế mà trong số một số trường hợp mà ví dụ như viêm tuyến giáp chẳng hạn thì chúng ta thấy ferritin tăng cao, nhưng mà khi chúng ta điều trị tuyến giáp thì cái nồng độ ferritin cũng có thể giảm xuống khi mà điều trị bằng thuốc chống viêm. Các bệnh lý truyền nhiễm thì chúng ta đã gặp rồi đúng không ạ? Trong những trường hợp bệnh lý tự miễn thì ferritin tăng rất cao. Và người ta thấy là từ những năm 70 thì đã có những cái nghiên cứu là người ta thấy rằng là ferritin tăng rất cao khi mà bệnh nhân có nhiễm trùng. Nhưng sau thường cái ferritin đấy nó tăng khá lâu và đến khoảng sau 5 tuần của điều trị, tức là khi cái bệnh lý viêm nhiễm đấy nó giảm xuống thì lúc đó nồng độ ferritin mới được giảm xuống. Chính vì vậy mà ferritin người ta nói rằng có thể là người ta dùng ferritin để người ta đánh giá đến tình trạng liên quan đến mức độ nặng của bệnh và cái mức độ điều trị của bệnh nhân có đáp ứng hay không, và người ta sử dụng trong những trường hợp đó. Cũng như là trong những cái bệnh mà béo phì, người ta cũng thấy là ferritin tăng cao thì không cẩn thận, vì bệnh nhân béo phì rất là dễ dễ bị viêm nhiễm đúng không ạ? Chính vì vậy mà người ta thấy rằng là ferritin người ta sử dụng như là một mấy cái marker để đánh giá xem là bệnh nhân này có viêm nhiễm hay không. Và khi mà có viêm nhiễm như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là với những bệnh nhân béo phì thừa cân, chúng ta phải điều trị sớm cái tình trạng viêm nhiễm của bệnh nhân. Bởi vì một cái viêm nhiễm của bệnh nhân khi mà có béo phì hoặc thừa cân như vậy rồi thì rõ ràng là điều trị cái tình trạng viêm đấy nó rất là lâu và kéo dài. Vì thế mà khi mà chúng ta thấy ferritin tăng cao thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến và phải tìm xem bệnh nhân này có cái dấu hiệu nhiễm trùng ở đâu để chúng ta điều trị sớm, để tránh cho những bệnh nhân có những cái nhiễm trùng nặng nề về sau. Hoặc là ferritin có thể tăng trong các bệnh lý ác tính. Thì người ta thấy rằng là đặc biệt là ví dụ như các cái bệnh lý ác tính tổn thương thần kinh trung ương thì người ta thấy là ferritin tăng cao ở trong dịch não tủy và trong huyết thanh cũng có thể. Và khi điều trị thì bệnh gọi là ferritin được phục hồi khi mà điều trị cái bệnh u nguyên bản thần kinh này nó đỡ đi thì chúng ta cũng thấy là có thể tăng đỡ được. Ngoài ra thì người ta có một cái hội chứng người ta gọi là hội chứng tăng ferritin máu. Trên thực tế thì nó sẽ liên quan đến các bệnh lý nhiễm trùng hoặc là các bệnh lý tự miễn. Nhưng chúng ta cũng biết được rằng là như thế nào thì được coi là ferritin tăng. Như cái bảng đầu tiên mà tôi đưa ra thì thường là ferritin phải trên 500 thì chúng ta mới thấy là ferritin bắt đầu có tăng rồi. Nhưng chúng ta cũng thấy là có những trường hợp ferritin tăng cực cao, đúng không ạ? Ví dụ như có những cái bệnh lý mà ferritin tăng lên đến vài chục nghìn, thậm chí là cả trăm nghìn nữa cơ. Vì vậy mà mặc dù cái ngưỡng của ferritin được coi là 500 trở lên thì được coi là cao, nhưng rõ ràng là người ta có thể nhìn thấy cái nồng độ ferritin đó để người ta biết được rằng là cái bệnh này có đang tiến triển hay không, hay là bệnh này đang ở thời kỳ gọi là chỉ gọi là thời kỳ chưa chưa có biểu hiện của cái bệnh đó. Vì thế mà người ta cũng phải rất cẩn thận trong những trường hợp mà bệnh lý mà bệnh nhân có những cái hội chứng tăng ferritin máu. Ngoài ra thì có thể có những cái bệnh lý khác, và như tôi đã nói là thường là cái bệnh lý của tim chẳng hạn thường hay gặp ở người lớn, thì chúng ta thấy rằng là các triệu chứng của bệnh thì nhiều khi nó chưa biểu hiện rõ ràng nhưng mà ferritin máu đã tăng cao, bạch cầu trung tính đã tăng cao rồi, thì lúc đó người ta sẽ nghĩ đến chuyện là có phải điều trị cái bệnh lý này hay không. Cái mà chúng tôi hay gặp nhất là cái ferritin tăng trong hội chứng hoạt hóa đại thực bào mà ở khoa tôi hay gặp. Trong những trường hợp này thì các bạn thấy rằng là trong sách vở đúng không ạ? Chúng ta hay nói là chỉ số ferritin chỉ cần tăng trên 500 thôi đã được coi là đánh dấu rằng là bệnh nhân này có tăng gọi là có bệnh lý HLH hay không. Thế thì rõ ràng là trong những trường hợp này, mặc dù là chúng ta nói là chỉ số là 500, thực ra trên thực tế mà chúng thì trên 500 với những bệnh nhân thực sự có HLH thì chưa là gì cả. Chưa là gì cả. Cho nên rất nhiều khoa là khi hội chẩn với chúng tôi thì đưa ra cái chỉ số là ferritin trên 500 rồi chị. Nhưng mà chúng tôi bảo là cứ bình tĩnh. Nhiều khi trên 500 thì chúng tôi thực sự là chúng tôi chưa điều trị gì cả và chúng tôi chỉ theo dõi thôi. Còn cái quan trọng ở đây là gì? Mình xem cái xu hướng tăng ferritin như thế nào. Có thể ngày hôm nay 500 nhưng ngày mai nó đã 10.000 rồi. Thì lúc đấy là gì? Cái xu hướng của hội chứng hoạt hóa đại thực bào nó bắt đầu xuất hiện. Và lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc cái chuyện là chúng ta có cần phải điều trị hay không. Vì thế mà như tôi đã nói là trong thực tế ở đây là ngoài cái chuyện chẩn đoán là các cái triệu chứng của hoạt hóa của hội chứng hoạt hóa đại thực bào MAS thì cái ferritin nó có tác dụng là khi nào nó là hoạt hóa đại thực bào và khi nào nó là bệnh lý HLH. Thì cái ferritin này nó có tác dụng là mình đánh giá cái giá trị tiến triển của bệnh như thế nào.
Ngoài ra là khi ferritin tăng cao, bắt buộc chúng tôi phải ferritin tăng cao nhất mà chúng tôi điều trị cho đến lúc mà ferritin nồng độ có giảm xuống không, khi tức là gọi là cái đáp ứng với điều trị của bệnh nhân như thế nào. Thì cái này đấy là lý do tại sao mà ferritin được làm rất nhiều lần và rất được gọi là gần như là liên tục. Có những bệnh nhân là ngày nào cũng làm, nhưng có những bệnh nhân là khoảng 2-3 ngày, tùy cái mức độ tiến triển của bệnh nhân mà chúng ta quyết định được rằng là bệnh nhân này có cần phải làm ferritin liên tục hay là chúng ta có thể làm ferritin từ tốn thôi. Và trong những trường hợp như vậy thì ngoài ra cái chuyện điều trị cũng vậy ạ. Chúng ta cũng biết là khi mà bệnh nhân có hoạt hóa đại thực bào, có thể chúng ta dùng prednisolone ngay đầu tiên đúng không ạ? Corticoid ngay đầu tiên. Nhưng rõ ràng là cái tiến triển của ferritin nó không tốt, nó vẫn có xu hướng nó tăng lên chẳng hạn. Lúc đấy chúng ta lại phải sử dụng tiếp thuốc thứ hai, chúng ta phải sử dụng tiếp thuốc thứ ba. Để làm sao, mục đích là gì? Để nồng độ ferritin không tăng cao quá và đến lúc nào thì nó có thể giảm xuống được. Ngoài ra thì ferritin còn có thể có các bệnh tự miễn khác như hội chứng tăng phospholipid. Thì những trường hợp như thế này thì tôi cũng chỉ nói qua một chút thôi. Và nó thường là có, nó có những cái nghiên cứu về những bệnh nhân tăng phospholipid và nó làm cho bệnh nhân có những cái biểu hiện của nồng độ ferritin tăng rất khá là cao như các bạn nhìn thấy trên bảng. Nhưng mà có những bệnh nhân là nó cũng không phải là điều trị cũng có thể ổn được. Thế thì cái quan trọng ở đây, một cái nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy là ngoài những các bệnh tự miễn, ngoài những hội chứng hoạt hóa đại thực bào, ngoài những hội chứng tăng ferritin máu, thì chúng ta có thể thấy là ferritin mà chỗ chỗ anh Tuấn à, chỗ anh Phúc cũng như là chỗ anh Dương chẳng hạn làm khá nhiều, đấy là trong những trường hợp có sốc nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng. Thì người ta đã làm có những cái nghiên cứu mà người ta thấy rằng là khi ferritin tăng cao trên 500 ở cái nhóm thứ ba thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân khá cao, có thể lên đến 58%. Vì vậy mà người ta đánh giá rằng là vậy thì ferritin có liên quan gì đến cái chuyện là tiên lượng tử vong của bệnh nhân hay không? Thì chúng ta cũng thấy rằng là có những trường hợp mà khi mà ferritin lên đến trên 500 chẳng hạn, thì có cái nghiên cứu như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là có tác dụng để mình đánh giá xem tiên lượng bệnh nhân có hay không trong những trường hợp này. Từ năm 2019 đúng không ạ? Thì chúng ta có cái tình gọi là đại dịch COVID. Và cái ferritin nó cũng được sử dụng rất nhiều trong đánh giá của những bệnh nhân nhiễm COVID. Với những bệnh nhân này thì đều không những là chỉ có nhiễm COVID mà người ta còn có thể thấy là tình trạng giảm bạch cầu, giảm số lượng cũng như hoạt động của tế bào NK, có bất thường chức năng gan đúng không? Có rối loạn đông máu và cái có thể có cái hội chứng tăng ferritin máu. Thì người ta đã đặt ra câu hỏi rằng là vì COVID mà gây nên tình trạng tăng ferritin, tức là nó hoạt hóa quá trình viêm, quá trình tự viêm của cơ thể, hay là bệnh nhân này có hiện tượng viêm nhiễm mà ferritin tăng lên, thì đấy cũng là những cái mà người ta đặt ra những cái câu hỏi để cho gọi là với những bệnh nhân nhiễm COVID mà nặng thì cũng như chúng ta thấy là người ta thấy gọi là cái cơn bão cytokine mà ở những bệnh nhân COVID này, thì người ta cũng có thể giải thích được rằng chính cái hoạt hóa cytokine đấy nó làm tăng nồng độ ferritin lên. Nhưng mà cái câu hỏi của người ta là cái ferritin tăng này là do bản thân bệnh nhân tự ra cái viêm hay là bản thân bệnh nhân có viêm nhiễm thật, thì cái ferritin nó cũng tăng lên trong những trường hợp đó. Vì thế mà người ta đã đưa ra một cái bảng ferritin cùng với lại những cái trường hợp mà COVID hoặc là các bệnh lý tự miễn mà chúng ta nhìn thấy ở trên bảng, và chúng ta thấy là người ta tổng kết được rằng là ferritin liên quan đến những bệnh lý nào mà chúng ta cần phải làm. Để chúng ta thấy rằng ferritin không chỉ có trong thiếu máu thiếu sắt, không chỉ có trong các tình trạng đánh giá quá tải sắt của thalassemia, mà người ta còn sử dụng ferritin trong rất nhiều các bệnh, ví dụ như tiểu tiểu đường này, nhiễm trùng này, bệnh lý viêm nhiễm này, hoặc là bệnh lý tự miễn, thì người ta đều đánh giá được là ferritin có thể tăng cao trong những trường hợp đó. Thì đây là những cái trường hợp mà tôi thấy cái gọi là cái ứng dụng của sử dụng xét nghiệm ferritin trong các chẩn đoán cũng như điều trị cũng như tiên lượng của bệnh. Thì đây là cái bài mà ferritin, và tôi hy vọng được rằng là với bài ferritin như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là vai trò của ferritin được ứng dụng trong khá nhiều các bệnh lý và chúng ta có thể được áp dụng trong những không những chẩn đoán mà còn có thể tiên lượng cũng như là điều trị bệnh. Xin cảm ơn tất cả các bạn anh chị chị. Cảm ơn cái bài trình bày của tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương. Chúng ta cũng biết là ferritin thì đúng là nếu như từ cách đây khoảng 10 năm hoặc là 15 năm trở về trước thì chủ yếu là đơn vị huyết học lâm sàng của chỗ tiến sĩ Hương và các khoa
nhi mà chúng ta làm với liên quan tới chẩn đoán cái và loại trừ những cái nguyên nhân và do thiếu máu. Thế thì tuy nhiên qua cái bài trình bày của tiến sĩ Hương thì chúng ta biết là gì? Ferritin thì nó là một cái protein mang sắt và nó không phải chỉ nó liên quan tới trong cái quá trình của chuyển hóa sắt và cái vai trò trong cái xét nghiệm của ferritin để xác định nguyên nhân của thiếu máu. Mà cho tới nay thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của ferritin thì nó đã có mặt ở trong rất nhiều các cái tình trạng bệnh lý khác nhau, như các cái bệnh lý nhiễm trùng. Như trong cái bài trình bày thì tiến sĩ Hương cũng đã trình bày và chúng ta nói nhiều rất nhiều về ferritin trong và sau cái đại dịch COVID-19.